Xin hân hoan chào đón các bạn đến với audiobook cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân, cuốn sách đã thay đổi cuộc đời hàng triệu con người. Và tôi tin, Thái Phạm tin rằng cuốn sách sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn nếu các bạn đọc, nghe và thực hành theo cuốn sách và 10 tờ kinh của cuốn sách. Sau đây là tờ kinh số 10. Tờ kinh số 10: khi đối diện với một thảm kịch tang thương hay một tai họa hiểm nghèo, ai mà không hướng lời van xin về một đấng tối cao? Ai mà không cầu nguyện khi bị vây hãm với thần chết, vì bệnh hiểm, với những huyền bí ngoài sự hiểu biết của con người? Cái trực giác sâu kín này đã đến từ đâu mà mỗi con người hay thú vật đều phải dùng đến trong những giờ phút hiểm nguy? Mắt chúng ta sẽ tự động chớp khi có một bàn tay đưa ngang, chân cẳng chúng ta sẽ tự động giật khi có ai đó gõ vào đầu gối. Đe dọa một người nào bằng cái hù bất chợt, miệng hắn sẽ tự động nói: trời ơi, cái trực giác tự động này từ đâu tới? Dù tôi không phải là một con chiên hay một tín đồ rất ngoan đạo, tôi cũng nhận thức được cái huyền diệu cao cả này của thiên nhiên. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, kể cả con người, đều chia chung các trực giác về sự cầu nguyện. Và lời cầu nguyện chỉ là một lời van xin lớn tiếng về một đấng tối cao, khi thiên nhiên đã ban cho con lừa, con chim, con người khả năng và trực giác để cất cao lời van xin. Thiên nhiên cũng đã dự chủ là những lời van xin này đang được lắng nghe bởi một quyền lực cao lớn hơn mọi sinh vật và đủ quyền sức để đáp ứng những lời van xin đó. Ngày hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện, tôi sẽ van xin. Nhưng lời cầu nguyện của tôi không bao giờ là van xin để được giúp đỡ, mà van xin để được hướng dẫn. Tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện để tìm kiếm những vật chất tư hữu cho tôi. Tôi không xin cho tôi là xung quanh tôi nhiều người hầu kẻ hạ, lo từng miếng ăn thức uống. Tôi không xin những căn nhà trắng lệ với đầy đủ tiện nghi. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ là những lời nguyện cầu của tôi sẽ mang đến tiền bạc, tình yêu, danh vọng, chiến thắng, thành công hay hạnh phúc. Tôi chỉ xin cho có được sự hướng dẫn để cho tôi thấy được phương thức, đường lối để tạo dựng những thành quả. Và như thế, lời cầu nguyện của tôi sẽ luôn luôn được đáp ứng. Sự hướng dẫn mà tôi tìm kiếm có thể sẽ đến hay có thể không đến, nhưng cả hai trường hợp tôi đều đã được trả lời. Nếu đứa bé xin cha nó một miếng bánh mà không được, người cha cũng đã trả lời cho nó rồi. Lời cầu nguyện của tôi sẽ như sau: đấng tối cao, xin ngài hãy giúp đỡ con. Mỗi ngày con bước ra ngoài thế gian, con thấy rất cô đơn và yếu đuối. Không có sự hướng dẫn của ngài, con sợ con sẽ lạc lối và xa dần những đường cho con đi tìm được hạnh phúc và thành công. Con không xin ngài vàng bạc châu báu hay những cơ hội nằm trong khả năng của con. Con chỉ xin ngài hướng dẫn cách thức để con gây dựng được khả năng để nắm lấy những cơ hội. Ngài đã dạy con sư tử cách thức săn mồi để sinh tồn bằng bản năng. Xin hãy dạy con cách thức sinh tồn và thịnh vượng trong tình yêu để con hãnh diện là một con sư tử trên thương trường. Hãy giúp cho con tìm được sự khiêm tốn bằng trở ngại và thất vọng, nhưng cũng giúp cho con thấy cái huy hoàng của chiến thắng. Hãy trao cho con những công việc mà nhiều người đã không làm được, nhưng dạy con cách thức gặn lọc những kinh nghiệm thất bại của họ để con có thể thành công. Thử thách con với những tai họa để tâm hồn con được rèn luyện, nhưng nhớ cho con cái đảm lược để cười trước những lỗi lầm. Cho con sống đủ ngày tháng để con đạt đến mục tiêu, nhưng giúp con sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của đời con. Chỉ cho con cách thức ăn nói để có được hiệu quả khi giao tiếp, nhưng dạy con cách im lặng trước những thị phi vô bổ của tha nhân. Dạy con cái kỷ luật với thói quen không bao giờ bỏ cuộc, nhưng cũng cho con thấy tất cả đều có một tỷ lệ xác suất là tỷ lệ trung bình. Cho con cái trực giác bén nhạy để nhận diện những cơ hội, nhưng nhớ dạy con cái kiên nhẫn để tập trung năng lực. Dạy con cái cách thức để tạo cho mình rất nhiều thói quen tốt để bớt dần những thói quen xấu, nhưng nhớ cho con lòng hỉ xả để thông cảm với cái yếu đuối của tha nhân. Dạy con cái bài học về đau khổ để con hiểu rằng mọi sự rồi cũng qua đi, nhưng cho con cái hạnh phúc ngồi đếm những ân lộc mỗi ngày. Để con trực diện với hận thù để con không ngu dốt về thực tại, nhưng cho lòng con lúc nào cũng đầy tình yêu để biến kẻ thù thành bạn bè. Nhưng tất cả mọi sự đều là do ý ngài. Con chỉ là một quả nho nhỏ bé và cô đơn, bám víu vào cái cảnh khẳng khiu gọi là đời sống.
nhưng Ngài đã sáng tạo con thành một hiện hữu độc đáo. Như vậy, chắc Ngài đã dành cho con một con đường đặc biệt. Xin hướng dẫn con, xin giúp con, cho con tìm thấy con đường của mình, cho con trở thành toàn vẹn cái con người mà đã dự định Ngài ban tặng cho con trong đời sống này. Cái hạt giống mà người đã ươm trồng là con, xin được tăng trưởng để trở thành một loài hoa quả như ý muốn của Ngài, giúp cho con trở thành một con người đúng nghĩa. Và các bạn đã vừa nghe tờ kinh số 10 của cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân. Và tờ kinh số 10 này thực sự là một tờ kinh rất là ý nghĩa. Cuốn sách audiobook Bí mật của Phan Thiên Ân cũng như cuốn sách giấy Bí mật của Phan Thiên Ân là cuốn sách đã thay đổi cuộc đời cả triệu người. Và Thái Phạm tin rằng cuốn sách cũng sẽ thay đổi cuộc đời của bạn nếu bạn đọc, nghe, học và thực hành theo cuốn sách. Và Thái Phạm xin hẹn gặp lại các bạn ở phần thứ 3, chương cuối của cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân. Xin hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại cuốn sách audiobook Bí mật của Phan Thiên Ân, cuốn sách đã thay đổi cuộc đời hàng triệu người. Và Thái Phạm tin rằng cuốn sách cũng sẽ thay đổi cuộc đời của bạn nếu bạn chịu nghe, đọc, học và thực hành theo cuốn sách này. Sau đây là phần thứ 3, chương cuối của cuốn sách. Mong các bạn thưởng thức. Phần thứ 3, chương cuối. Thời gian trôi qua thật lẹ. Thế mà đã 3 năm kể từ ngày Thiên Ân giải thể toàn bộ đế quốc thương mại khắp năm châu, trở về với cuộc sống thầm lặng cô đơn trong tòa nhà vĩ đại ở đảo Maui. Cuối cùng với người bạn già Alan Chapman, Thiên Ân nhìn ngày tháng tiếp nối ra đi, đợi chờ. Thiên Ân đợi chờ một dấu hiệu siêu hình, một con người sẽ được lựa chọn để tiếp nhận những tờ kinh, để tiếp tục sự nghiệp doanh thương, mong là sẽ lớn mạnh gấp trăm lần cái đế quốc mà Thiên Ân vừa giải tán. Nhưng càng ngày Thiên Ân càng thấy cái vô vọng của sự chờ đợi. Vì tuổi tác đã cao, ông không còn vận động cơ thể được nhiều. Đọc sách, coi phim, nghe nhạc, ngồi thiền suốt 3 năm, thân thể của ông bắt đầu bạc nhược. Những người tìm đến với ông phần lớn là những bạn hữu, bà con, tuổi cũng sắp xỉ như ông. Và lại, họ đến là để mong giúp đỡ về tiền bạc, vài câu giới thiệu cho công ăn việc làm. Ông nghĩ là khó mà tìm ra một người đúng như tiền định để trao tặng bộ kinh. Cho nên sáng nay ông đã quyết định. Ông nói với Chapman: "Bạn già thân yêu, tôi cảm thấy như mình đang phí phạm cái tài sản cuối cùng còn lại, đó là thời gian. Dù mình không tiêu xài, nó cũng ra đi vùn vụt. Có lẽ mình phải đến với người mà mình mong đợi, thay vì chỉ biết đợi chờ. Tôi muốn bạn thu xếp tuần tới, tôi và bạn sẽ làm một chuyến chu du khắp thế giới, chừng 6 tháng, bắt đầu bằng Nhật Bản rồi Trung Quốc, Triều Tiên, trở lại Việt Nam cho tôi thăm lại quê nhà, chừng 1 tháng, sau đó là Thái Lan, Mã Lai, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp, qua châu Âu, châu Mỹ Latin, rồi lại về đây. Bạn già nghĩ thế nào?" "Thưa ngài, tôi không dám nói ra, nhưng tôi vẫn lo ngại cái buồn chán của ngài sau bao năm vung tay bốn biển. Tôi rất vui khi thấy ngài lại lên đường, thấy tinh thần và thể xác của ngài lại đứng dậy." Thiên Ân cười: "Vậy thì hãy bắt đầu một hành trình mới. Tôi cảm ơn cái lo lắng thật tình của ông bạn già. Ngày nào còn sống, ngày đó tôi còn trông cậy vào sự chăm sóc của bạn." Tuần lễ sau đó, đôi bạn bắt đầu từ phi trường Honolulu, chặng đầu tiên là Nhật Bản. Dù đã đến đây rất nhiều lần, Thiên Ân vẫn còn bỡ ngỡ khâm phục trước những bước tiến ngàn dặm của người Nhật, từ những công trình xây cất vĩ đại đến hệ thống điện tử tối tân. Dù mới giàu hay đã giàu lâu, con cháu phủ tang không bao giờ ngưng nghỉ. Không ngờ nào như người châu Mỹ, họ tiến bộ và tiến bộ trong âm thầm. Cái tinh thần võ sĩ đạo nữa, lúc nào cũng tiềm năng trong cách thức làm ăn của họ. Qua đến Hán Thành, Thiên Ân chỉ cho Chapman cái bí quyết thành công của người Triều Tiên. Họ làm việc không mỏi mệt, có lẽ là nhờ nhân sâm. Đây là những người độc nhất trên thế giới chê dân Nhật lười biếng. Đối với họ, 12 giờ làm việc mỗi ngày là làm việc kiểu công chức. Giờ Triều Tiên, đôi bạn bay qua Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh đổi khác với nhiều năm. Sau 7 năm lần cuối Thiên Ân ghé thăm, ngoài dân Việt, Thiên Ân vẫn luôn luôn thấy gần gũi với người Tàu. Văn hóa và phong tục của hai xứ không cách xa bao nhiêu. Cái suy nghĩ của người Tàu cũng là điều dễ thông cảm. Sau bao nhiêu năm chiến tranh và nghèo khổ, dân Tàu nay mới được hưởng chút thịnh vượng do Thái Bình đem lại.
Dù họ còn rất nhiều khó khăn và trở ngại, dường như họ đang bắt đầu chương sử mới cho quốc gia. Bao nhiêu là bạn bè, đồng nghiệp phải đi thăm từ Thượng Hải xuống Quảng Châu, Vân Nam. Thiên Ân xúc cảm trước những đón tiếp đầy yêu thương và nồng nhiệt. Thế nhưng cái dương có những tờ kinh mà Thiên Ân và Chapman khệ nệ mang theo để trao tặng vẫn nằm trình hình trong những căn phòng ngủ. Hơn một tháng lộ trình, dù luôn luôn để ý tìm kiếm, Thiên Ân vẫn không sao tìm được cái con người mà định mệnh sẽ chọn lựa để tiếp nối sự nghiệp. Từ Quảng Châu, đôi bạn đáp xuống sân bay ở Nội Bài, Hà Nội. Hơn 40 năm, Thiên Ân mới có dịp quay trở lại quê hương. Từ ngày Lương Thành gửi ông qua Pháp, vì con cá lớn phải vùng vẫy ở biển khơi, không thể ở trong ao lạch. Ngày về dự đám tang ông Lương Thành và ngày về cưới con gái ông Thái Hưng. Sau đó ông miệt mài khắp Nam Châu, nhưng không có cơ hội để làm ăn ở Việt Nam. Thực ra có lẽ ông không muốn. Đem cái sở trường sở đoản của mình để ganh đua với người ngoại quốc vẫn hào hứng hơn, ông tự nhủ. Đêm đầu tiên trở lại quê hương, lòng ông bồi hồi, ông không ngủ được. Ông tắt máy lạnh, mở cánh cửa sổ để không khí ẩm thấp của đêm mùa hè xâm nhập. Những tiếng động ồn ào rất Việt Nam cũng đánh thức cái tâm trí kỷ niệm và tình cảm xa cũ. Ông ngồi bất động, thả hồn bay cao theo trăm ngàn ý nghĩ và xúc cảm. Quê hương vẫn là một gắn bó ngọt ngào. Ông thiếp đi được một chút trong chiếc ghế bành. Khi chợt tỉnh thì trời đã mở sáng. Có lẽ tại những chiếc xe máy bắt đầu ồn ào. Ông thấy bụng đói cồn cào. Ông chợt nhớ là tối qua ông không ăn vì muốn giữ thân thể quân bình sau bao ngày yến tiệc ở bên tàu. Ông thay đồ xuống nhà. Tự nhiên ông thèm một tô phở thật nóng. Ông không muốn ăn thêm một đĩa bánh mì trứng ở khách sạn. Rời Metropo, ông thong thả đi dạo xuống hướng Hồ Hoàn Kiếm để tìm một tiệm phở. Không khí buổi sáng chưa bị bụi khói của trăm ngàn chiếc xe máy làm ô nhiễm. Ông hít thở trong sự thanh bình toàn diện. Mải mê suy nghĩ, ông đi lạc vào một con đường nhỏ không nhớ tên, cũ và nghèo, chật hẹp và dơ dáy. Những căn nhà hai bên còn kín cửa, miệt mài trong giấc ngủ. Càng đi sâu, ông càng mất phương hướng. Cuối ngõ, ông thấy một ngọn đèn hắt ra và cánh cửa mở hé. Ông gõ nhẹ, hy vọng tìm được đường trở lại khách sạn hay trở ra một con đường lớn hơn. Một người trung niên, đen đúa và gầy ốm mở rộng. Thưa cụ hỏi ai? Giọng nói có vẻ ngạc nhiên vì còn quá sớm. Thiên Ân nhìn qua căn phòng nhỏ hẹp bày biện bừa bãi. Giữa phòng là một cái máy in nhỏ đang chạy, giấy mực tung tóe khắp nơi. Xin lỗi, tôi bị lạc, tôi muốn tìm đường trở lại khách sạn Metropo. Thấy cửa mở, tôi gõ. Các đàn ông nhìn kỹ Thiên Ân, nét mặt quắc thước, bộ quần áo đúng thời trang, rất đắt tiền, lại ở khách sạn Metropo. Qua bao nhiêu rời đổi, nơi đây vẫn là chỗ lui tới của những tên ngoại quốc nhiều tiền và nhiều quyền, từ thời Pháp thuộc, thời chiến tranh cho đến ngày nay. Gã đổi giọng đầy kính nể và săn sóc. Thưa cụ, để con mặc cái áo vào rồi dẫn cụ về khách sạn. Không dám làm phiền anh. Anh chỉ cho tôi ra con đường cái, tôi đón taxi hay xích lô gì cũng được. Và lại anh đang ăn sáng hay làm việc phải không? Tôi đi tìm tiệm phở rồi đi lạc. Thưa cụ, còn sớm, mấy đứa con của con nó lo dùm cũng được. Gã đàn ông giọng khẩn khoản mời mọc. Nếu cụ cần thì con sẽ hứa đưa cụ ra tiệm phở gần đây, nổi danh ở Hà Nội. Rồi hắn thăm hỏi. Xin lỗi, cụ từ đâu tới? Tôi ở Mỹ về thăm quê hương, ở đây chừng một tuần rồi đi tiếp. Câu chuyện kéo dài, Thiên Ân nói qua về đời sống công việc của ông. Rồi hai người vừa đi bộ ra tiệm phở vừa nói chuyện. Tên gã đàn ông là Văn Khắp, hắn giải thích ra phiên âm tiếng Việt là tên Lào. Suban Văn Khẹt, hắn từ Park Se. Cha mẹ gửi qua đây học từ nhỏ lúc mới 4 tuổi. Park Se? Thiên Ân gật gù. Một trang sách của quá khứ, chuyến buôn hàng đầu tiên. Anh ở ngay tại tỉnh Lỵ? Không, thưa cụ, con ở một làng nhỏ gần đó, bản Chu Prong. Thiên Ân buông đũa, nhìn không chớp mắt vào Văn Khắp. Ông im lặng đợi chờ. Con đến Hà Nội đã hơn 42 năm, thưa cụ. Con đi học, đi lính, rồi làm ăn. Dù cha mẹ con là người Lào, nhưng con vẫn nghĩ mình đã trở thành người Việt. Con xem nơi này như là quê hương.
Vợ con thì người Thái Bình, con có hai đứa con trai. Thiên Ân dò hỏi, tại sao mới có 4 tuổi mà bố mẹ anh đã gửi anh sang đây? Con còn nhỏ nên không biết, nhưng sau đó về thăm nhà, nghe bố con kể là gia đình có mang ơn một ông lái buôn người Việt. Ông ta cho thuốc cứu cả làng khỏi bệnh sốt rét cấp. Ông ta đi khỏi làng sau đó nên không ai biết tên tuổi tông tích của ông. Nhưng theo phong tục người Lào, một món nợ là một món nợ. Bố con là người trưởng tộc nên phải dâng đứa con là con cho người Việt để trả món nợ này. Thiên Ân bật cười trước những chớ trêu của dòng sông gọi là định mệnh. Ông hóm hỉnh hỏi đùa, thế anh đã trả hết nợ chưa? Văn Khắp không để ý đến lời bông đùa đó, hắn vẫn nghiêm túc. Thưa chưa, dù suốt 40 năm qua con đã cố gắng học hành, cố gắng làm đủ mọi thứ để đóng góp cho quê hương xứ sở này, con vẫn chưa thấy đâu ra đâu. Không những là món nợ, mà lớn lên ở đây với bao nhiêu bạn bè, con thực tình yêu mến dân mình đất nước. Cho nên lòng con vẫn còn nhiều thắc mắc. Tại sao là thắc mắc? Quê hương mình vẫn còn nghèo đói quá phải không? Anh yên chí, đó là tại chiến tranh và hận thù. Đất nước hòa bình rồi, lần hồi rồi tình trạng kinh tế cá nhân sẽ thay đổi. Thiên Ân cảm thấy một gắn bó thân tình với gã người Lào Việt này. Không, còn thắc mắc là tại sao dân mình rất thông minh, rất chịu khó, rất muốn độc lập, tự lực mà bao năm qua, bao ngàn năm qua vẫn phải chịu sự thống trị của người Tàu, người Pháp, người Mỹ. Tại sao dân mình nói chung là có học thức, hiểu biết hơn những dân tộc khác mà mình vẫn bị người ngoại quốc đè đầu áp cổ? Con không ganh tị, nhưng con thực xấu hổ khi thấy những du khách đến đây tung tiền, khoe khoang hống hách, trong khi dân mình thì chỉ biết cúi đầu, suy nghĩ và tìm tòi. Con muốn một hoài bão lớn nhất. Thuyền Ân hoàn toàn bị thu hút bởi Văn Khắp. Ông lắng nghe từng câu chữ. Văn Khắp vẫn say sưa nói, cái hoài bão lớn nhất của con là in được một cuốn kim chỉ nam, chỉ dẫn cách thức làm kinh tế để mỗi người dân mình biết cách làm giàu. Con tin rằng chỉ có dân giàu thì nước mới mạnh. Như người xưa vẫn nói, nếu có cuốn sách dạy luyện tinh thần như Kinh Phật, Kinh Chúa, nếu có cuốn sách dạy người cách sử dụng máy vi tính hay lái một chiếc máy bay, thì chắc phải có một cuốn sách dạy người ta cách thức để trở nên một người giàu có. Không giấu gì cụ, nhìn bộ dáng cụ và biết cụ ở khách sạn Metropole giá 200-300 Mỹ Kim một đêm, con biết là cụ rất giàu. Con mời Mọc là có ý nhờ cụ một điều. Sợ Thiên Ân hiểu nhầm, Văn Khắp vội vã tiếp tục, con chỉ muốn cụ chỉ dẫn cho con về cách thức làm tiền như con đã thưa nguyện. Con cũng không muốn gì cho con, con chỉ muốn truyền bá lại cho dân mình, làm cái công việc rất tầm thường là in sách cho mọi người đọc và hành xử. Chưa bao giờ Thiên Ân lại cảm xúc như vậy. Nỗi vui mừng trong lòng làm nghẹn lời nói. Ông nắm chặt tay Văn Khắp, vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng đầy yêu thương. Anh theo tôi về khách sạn, tôi có món quà này dành cho anh. Món quà mà tôi đã giữ hơn 40 năm nay. Anh là người tôi đã tìm kiếm bấy lâu. Bước ra khỏi tiệm phở, Thiên Ân hít mạnh như muốn thu tóm cái khí trời lồng lộng. Nắng bắt đầu lên, ông nhìn lên đám mây trắng, miệng lẩm bẩm nhẹ những lời cảm tạ. Cảm tạ cho cái nhiệm màu của sự sống này, cái thiên nhiên huyền diệu bao quanh, cái tình người vẫn lồng lộng đẹp. Cảm tạ những kỷ niệm, những tình yêu, những giấc mộng. Cảm tạ những khó khăn trở ngại, những đớn đau tủi nhục, những thất bại nghèo hèn. Cảm tạ cái con người đúng nghĩa mà ông đã cố gắng trở thành. Cảm tạ cái giàu sang vật chất cũng như tinh thần. Cảm tạ cái thiên đường trên trái đất này. Cảm tạ những người đã khuất. Cảm tạ những người sẽ nối tiếp. Mặt trời vẫn rực rỡ trên những tàn cây xanh. Và các bạn đã vừa nghe chương cuối phần thứ 3 của cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân. Cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của hàng triệu người. Chương cuối này kể về một câu chuyện rất xúc động về cuộc đời của Thiên Ân đã gặp được Văn Khắp, người mà Thiên Ân sẽ trao lại những tờ kinh, 10 tờ kinh đã thay đổi cuộc đời của ông, đã làm cho ông trở thành người giàu nhất thế giới, không chỉ về tiền bạc mà là còn tình yêu, hạnh phúc. Và tôi hy vọng các bạn đã thực sự cảm thấy rất thú vị với cuốn sách audiobook này. Và nếu các bạn thực hành, các bạn đọc, nghe và thở, sống, thực hành theo cuốn sách này thì cuộc đời của các bạn cũng sẽ thay đổi
Và cuốn sách này là cuốn sách mà Thái Phạm cùng đội ngũ biên tập của Happy Life trân trọng dành tặng cho các bạn ở trên kênh YouTube channel của Thái Phạm. Và tôi mong là các bạn sẽ thay đổi trong cuộc đời này. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.